Nhiều lúc khi sắp đi chơi, trời bỗng mưa gió tơi bời, chờ đợi cơn mưa ngoài kia vẫn rơi. Trong chờ, chờ mãi cho đến bao giờ? Nhìn ra xa xa một mơ ngẩn ngơ, bạn muốn vui hơn. Giờ nghỉ của bạn đủ vui chưa? Khám phá thêm tại website toanviengon.vn.